Ngọc Nhi xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Sống khỏe toàn diện do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện European Wellness Việt Nam thực hiện, phát sóng vào 6 giờ 15 phút thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Và thưa quý vị, chắc hẳn là quý vị cũng đã nghe nhiều về sự phát triển, về những thành tựu của y học tái tạo và liệu pháp tế bào, không những là giúp chúng ta có thể cải thiện được quá trình lão hóa mà đôi khi còn có thể phòng ngừa được bệnh tật, và chúng ta hoàn toàn có khả năng và có niềm tin vào sự phát triển của y học. Mặc dù là chúng ta không thể quay ngược thời gian lại, nhưng Ngọc Nhi tin rằng những thành tựu này sẽ giúp cho chúng ta cải thiện được cái quá trình lão hóa trong cơ thể của mình, giúp chúng ta luôn trẻ khỏe và yêu đời. Và để hiểu rõ hơn về vấn đề này, ngày hôm nay Ngọc Nhi xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với bác sĩ Dimitro, hiện đang là cố vấn chuyên môn của hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện European Wellness Việt Nam. Xin được gửi lời chào đến bác sĩ ạ. My greetings to everyone. Thưa bác sĩ, trong cơ thể chúng ta thì có rất nhiều tế bào, đặc biệt là tế bào gốc, mà vấn đề mà mọi người rất là quan tâm hiện nay và nhắc đến tế bào gốc rất là nhiều. Vậy thì tế bào gốc có gì đặc biệt và nó quan trọng như thế nào, cũng như những cái chức năng riêng biệt của tế bào gốc là gì ạ? Tất cả sự sống trên thế giới này, bất kể là động vật, cây cối hay cả nấm, đều được tạo nên từ những tế bào. Bên trong tế bào gồm nhiều phần tử sinh học như protein và acid nucleic được cấu tạo bởi lớp màng bao quanh. Cơ thể chúng ta cũng được cấu tạo từ đơn vị cơ bản nhất là tế bào, với số lượng có thể lên đến hàng tỷ tỷ. Bạn có thể thấy, khi chúng ta sinh ra, chúng ta có cơ thể vô cùng nhỏ bé, chỉ từ khoảng 40-50cm, và sau đó chúng ta dần dần lớn hơn, cao hơn. Vì sao chúng ta có thể làm được điều này? Đó là do các tế bào luôn phân chia không ngừng nghỉ. Cứ một tế bào phân thành 2, 2 lại thành 4, thành 8, thành 16, và cứ liên tục như vậy. Đến một giai đoạn nhất định, cơ thể chúng ta sẽ dừng lớn lên, thông thường là sau những năm 20 tuổi. Tuy nhiên, cơ thể vẫn sẽ tiếp tục phát triển. Chẳng hạn như khi chúng ta gặp một vết cắt, hoặc khi chúng ta gặp bất kỳ vấn đề sức khỏe nào, thì cơ thể vẫn có thể lành lại được. Câu hỏi đặt ra ở đây là làm sao chúng ta làm được việc này? Đáp án: vì chúng ta vẫn có những tế bào với khả năng liên tục phân chia và tăng sinh. Đó là một loại tế bào đặc biệt, có thể hiểu như là một tế bào mẹ, tế bào nguồn cội, hay còn được gọi là tế bào gốc. Loại tế bào này có khả năng tăng sinh liên tục và cùng lúc đó chuyển biến bản thân mình thành hàng trăm ngàn loại tế bào có chức năng đặc biệt như tế bào gan, tế bào thần kinh, tế bào da, sụn khớp. Trong y học, chúng tôi gọi là biệt hóa. Chính vì sự biệt hóa này, tế bào gốc có vai trò rất lớn, hỗ trợ điều trị sửa chữa những cơ quan bị tổn thương. Ví dụ một bệnh nhân có vấn đề về tim mạch, chúng tôi có thể dùng tế bào gốc để thay thế điều trị tế bào tổn thương. Tế bào gốc hay tế bào mầm stem cell là những tế bào còn ở dạng sơ khai, có khả năng sinh sản vô tận và có khả năng biến đổi thành nhiều loại tế bào khác nhau. Điều này giúp tế bào gốc thay thế các tế bào chức năng bị lão hóa và mất đi, đảm bảo việc vận hành của các cơ quan trong cơ thể vẫn được thực hiện. Những ghi nhận đầu tiên về tế bào gốc đã có từ giữa thế kỷ thứ 19. Liệu pháp tế bào cũng đã được ứng dụng ở Đức từ năm 1912 như một phương pháp điều trị chính danh, được công bố trên các nghiên cứu y khoa chuyên ngành. Nhờ đó, nhiều bệnh lý hiểm nghèo cũng được điều trị thành công, góp phần tái sinh sự sống và mang lại hy vọng cho các bệnh nhân mắc bệnh tim mạch, máu, não và các bệnh lý thiếu tế bào. Hiện nay, tế bào gốc đã và đang được nghiên cứu đưa vào cấy ghép để mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho y học như phân tích cơ chế bệnh lý, tái sinh tế bào mới để thay thế những tế bào bệnh lý, tầm soát mức độ an toàn của thuốc mới trước khi dùng cho người. Tại Việt Nam, việc nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc được bắt đầu vào năm 1995 với công trình ghép tế bào gốc tạo máu tủy xương cho bệnh nhân bạch cầu đa dòng tủy trong lĩnh vực huyết học truyền máu. Sau 28 năm nghiên cứu phát triển, đến nay bức tranh nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc ở nước ta vẫn tiếp tục được các nhà chuyên môn dốc sức phát triển trên 3 lĩnh vực: lưu trữ, biệt hóa và ứng dụng. Hiện nay thì chúng ta có bao nhiêu loại tế bào gốc, và tế bào gốc là lấy từ cơ thể của chúng ta hay tế bào gốc được tạo ra bởi những các nhà khoa học ạ? Có nhiều cách phân loại tế bào gốc.
Trong đó, hai cách phân loại phổ biến nhất là phân loại các loại tế bào gốc theo nguồn gốc và phân loại tế bào gốc theo tiềm năng biệt hóa. Có loại sẽ có khả năng biệt hóa thành một số tế bào chức năng nhất định, trong khi có loại tế bào gốc đặc biệt có thể biệt hóa thành bất kỳ loại tế bào nào, được gọi là tế bào gốc vạn năng. Cũng cách phân biệt tế bào gốc ít phổ biến hơn chính là bằng tên của chúng sau khi biệt hóa tế bào thành tế bào chức năng. Chẳng hạn, nếu tế bào gốc dùng khắc phục các bệnh suy giảm năng lực não bộ, nó sẽ được gọi là tế bào gốc thần kinh. Về bản chất, có nhiều phương pháp khác nhau để tạo ra tế bào gốc. Tế bào gốc được lấy sẵn trong cơ thể con người, có thể được lấy và chuyển hóa từ tế bào mỡ, tế bào tủy xương, tế bào máu hay từ cuống rốn của thai nhi. Tuy nhiên, chúng phải được xử lý kỹ càng trước khi đưa lại vào cơ thể con người. Tế bào gốc phải trải qua quy trình tách chiết, sàng lọc và đánh giá kỹ càng về chất lượng và độ hiệu quả điều trị rồi mới được sử dụng. Có thể bạn sẽ tiêm nó ở vị trí khớp gối, có thể bạn sẽ dùng nó ở phần eo hay hông. Vì vậy, tế bào gốc vừa có sẵn trong cơ thể và vừa có thể được tạo ra bởi khoa học. Với vị trí là một người đồng sáng lập European Wellness Việt Nam cùng với hơn 30 năm kinh nghiệm, thì bác sĩ có thể chia sẻ rằng khi mà chúng ta sử dụng tế bào gốc trong việc điều trị bệnh thì hiện có phổ biến trên thế giới hay không? Có lẽ bạn sẽ vô cùng bất ngờ khi biết loài người đã tìm ra tế bào gốc từ khoảng thời gian rất lâu về trước rồi. Tính đến thời điểm hiện tại, chúng ta đã có hơn 100 năm nghiên cứu, phát triển và ứng dụng tế bào gốc vào điều trị. Và trong 100 năm này, mỗi quốc gia tiến hành nghiên cứu chuyên sâu đều có những phát minh về các loại tế bào gốc cũng như ứng dụng tế bào gốc khác nhau. Thậm chí, ngay tại khi chúng ta ngồi ở đây, giới y học vẫn đang tiếp tục phát triển nghiên cứu về sự khác biệt trong bản chất của các loại tế bào gốc và đặc biệt là tìm hiểu về khả năng ứng dụng thực tế của các loại tế bào này trong y học điều trị. Sau đó, khi công nghệ phát triển, khoa học phát triển, kiến thức phát triển, chúng ta đã hiểu thêm tế bào gốc cũng như phổ biến hơn ứng dụng của liệu pháp tế bào. Tôi nghĩ điều này vô cùng quan trọng vì trong phương pháp nào cũng cần đặt tính an toàn lên trên hết. Điều chúng tôi, những người bác sĩ chuyên môn và nhà khoa học quan tâm nhất chính là độ an toàn đối với bệnh nhân của mình. Song hành với đó là độ hiệu quả trong điều trị. Nó phải an toàn và nó phải hiệu quả. Sau khi chúng tôi đảm bảo tìm được loại tế bào có thể đáp ứng được hai tiêu chí trên, chúng tôi mới tiến đến bước thiết kế liệu trình điều trị phù hợp nhất ở các cơ sở y tế. Cuối cùng, để trả lời câu hỏi của bạn, tôi có thể nói rằng liệu pháp tế bào được sử dụng rất phổ biến ở rất nhiều quốc gia phát triển trên toàn thế giới. Tất nhiên là tùy vào luật lệ và năng lực y tế mà phác đồ điều trị có thể khác biệt giữa quốc gia này và quốc gia khác, châu lục này và châu lục kia, nhưng nhìn chung cũng đều phải an toàn và hiệu quả. Việc phát hiện ra các loại tế bào gốc là một thành tựu mới của y học trong vòng một thế kỷ qua, là chìa khóa kỳ diệu mở ra tương lai mới cho y học hiện đại, y học tái tạo. Cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ, các nhà chuyên môn cũng đã hiểu thêm tế bào gốc cũng như phổ biến hơn ứng dụng của liệu pháp tế bào. Thay vì chỉ đơn giản nghiên cứu thử nghiệm, y học hiện đại ngày nay đã hiểu rõ hơn về bản chất của các loại tế bào gốc cùng với khả năng ứng dụng thực tế của chúng. Nhờ đó, nhiều bệnh lý hiểm nghèo cũng được điều trị thành công, góp phần tái sinh sự sống và mang lại hy vọng cho các bệnh nhân mắc bệnh tim mạch, máu, não và các bệnh lý thiếu tế bào. Ngày nay, liệu pháp tế bào được sử dụng rất phổ biến ở rất nhiều quốc gia phát triển trên toàn thế giới, tùy vào thể trạng thực tế và mục tiêu điều trị của mỗi bệnh nhân. Các bác sĩ sẽ đưa ra loại tế bào gốc và liệu trình phù hợp để làm tăng hiệu quả điều trị của liệu pháp tế bào. Một quy trình điều trị cơ bản sẽ bao gồm bước tầm soát toàn diện, thanh lọc cơ thể, sửa chữa chuyên sâu và tái tạo toàn diện. Trong đó, bước tầm soát toàn diện được chú trọng và quan tâm nhất vì tạo cơ sở dữ liệu giúp các bác sĩ đánh giá được chi tiết tình trạng sức khỏe bệnh nhân, xác định các bệnh nền, từ đó thiết kế liệu trình điều trị cá nhân hóa đạt hiệu quả cao nhất. Tế bào gốc sau khi đi vào cơ thể sẽ sửa chữa các cơ quan tổn thương, thay thế các tế bào chức năng già cỗi. Bằng phương pháp này, tế bào gốc có thể trẻ hóa cơ thể toàn diện, kéo dài độ tuổi khỏe mạnh của mỗi người. Thưa bác sĩ, bên cạnh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc,
Hoa Kỳ và Singapore là những nước rất là tiên tiến về công nghệ tế bào. Thì không biết là ở châu Âu, liệu pháp tế bào có gì nổi bật hơn với những cái nước mà Ngọc Nhi vừa kể để có thể nhận được sự tin tưởng từ mọi người ạ? Khi tế bào gốc được phát hiện lần đầu, chúng đã được phát hiện tại châu Âu. Châu Âu cũng là nguồn gốc của rất nhiều thành tựu y học thay đổi cuộc sống con người. Tuy nhiên, khoa học không có biên giới, vì vậy không nhất thiết các thành tựu y học chỉ có thể gói gọn ở một khu vực lãnh thổ. Có rất nhiều trường hợp các nhà khoa học có công trình nghiên cứu ở quốc gia này, nhưng lại đến quốc gia khác vì điều kiện nghiên cứu và đãi ngộ tốt hơn. Vì vậy, không nhất thiết các thành tựu y học chỉ có thể gói gọn ở một khu vực lãnh thổ. Tuy nhiên, tôi cũng muốn nhấn mạnh là kể cả thời điểm hiện tại, thì các công trình nghiên cứu y học nổi bật nhất về cả lý thuyết lẫn ứng dụng vẫn bắt nguồn từ châu Âu. Riêng ở châu Âu, chúng tôi nhận được sự đầu tư của chính phủ và được ủng hộ luật lệ để phát triển nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc tốt hơn các khu vực còn lại. Vì vậy, chúng tôi sẽ tận dụng điều kiện này để tổ chức các hội thảo khoa học trên toàn thế giới để chia sẻ các kinh nghiệm thực tế, các công trình nghiên cứu với nhau, cùng nhau phát triển kỹ năng tay nghề về ứng dụng lại tại đất nước của mình. Tôi nghĩ với tiềm lực nghiên cứu sẵn có, cùng với sự tinh hoa của nhiều quốc gia là yếu tố để công nghệ tế bào gốc của châu Âu có thể phát triển hơn và chinh phục những tiềm năng mới của y học điều trị. Công nghệ tế bào của châu Âu sẽ thừa hưởng tinh hoa của nhiều quốc gia khác trên thế giới, thông qua những buổi hội thảo trực tiếp hay trực tuyến. Tôi mong rằng Việt Nam cũng sẽ sớm có điều kiện để trở thành một quốc gia mạnh hơn trong bản đồ nghiên cứu y học thế giới. Liệu pháp tế bào đang được ứng dụng để cải thiện những cái vấn đề sức khỏe nào của con người và đâu sẽ là đối tượng thích hợp để chúng ta sử dụng liệu pháp này ạ? Stem cell treatment. Phương pháp trị liệu tế bào gốc là kết quả của y học tái tạo. Vì vậy, chỉ cần con người còn có nhu cầu được trẻ hóa cơ thể, sửa chữa các tế bào lão hóa, tế bào bị tổn thương và khôi phục sức khỏe nói chung, thì sẽ phù hợp để sử dụng liệu pháp này. Ví dụ, các chấn thương, tổn thương trong cơ thể, các bệnh lâu năm, mãn tính do tuổi tác gây ra, chúng đều có tiềm năng để ứng dụng tế bào gốc vào điều trị. Từ gan, thận, cơ xương khớp, các bệnh về suy giảm thần kinh, tim mạch, Alzheimer's, bệnh Parkinson, tất cả những căn bệnh suy giảm chức năng đều có cơ hội để ứng dụng tế bào cả. Tuy nhiên, vẫn có một vài trường hợp tế bào gốc không nên được sử dụng như một số loại bệnh ung thư hay kích ứng miễn dịch vì có thể không đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Điều này phải được quyết định bởi các bác sĩ y khoa chuyên về liệu pháp tế bào và phải được dựa trên rất nhiều bài kiểm tra xét nghiệm. Mặc dù vậy, tôi phải nhấn mạnh một lần nữa là những phương pháp này cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, kết hợp với quy định của nước sở tại và tình hình sức khỏe thực tế của bệnh nhân trước khi đưa vào ứng dụng. Liệu pháp tế bào nói cho cùng cũng vẫn phải an toàn và hiệu quả lên trên hết. Chúng ta chỉ nên sử dụng khi đảm bảo mọi yếu tố đầy đủ về sức khỏe, kỹ thuật và pháp luật để bảo vệ quyền lợi của bệnh nhân. Thưa quý vị, y học tái sinh, đặc biệt là liệu pháp tế bào đang được rất nhiều người quan tâm bởi vì những hiệu quả mà nó mang lại, và đây cũng được xem là một phương pháp an toàn và hiệu quả nhất hiện nay được các bác sĩ ưu tiên lựa chọn. Và hy vọng rằng qua chương trình ngày hôm nay, quý vị đã có thêm cho mình những kiến thức về y học tái sinh cũng như là liệu pháp tế bào để luôn chăm sóc sức khỏe một cách chủ động nhé quý vị nhé. Và ngày hôm nay cũng rất cảm ơn những chia sẻ cũng như là những cái thông tin hữu ích đến từ bác sĩ Dimitro, và xin chúc bác sĩ thật nhiều sức khỏe ạ. Thank you for having me here. Goodbye. Và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện European Wellness Việt Nam đã đồng hành cùng với chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị vào 6 giờ 15 phút thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7.